Chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ các bạn là món trái bơ xào tôm nõn nha. Ở đây là có mấy miếng mực chay, mấy miếng tôm chay mình đã mua trong chợ Âu Lạc đó các bạn. Tại nay bận rộn quá mình không có chia sẻ trực tiếp mà cách làm tôm rồi mình làm luôn. Hôm đó mình cũng có chia sẻ cách làm tôm chay rồi. Ở đây là một trái bơ 400 g, mực với tôm là 100 g, 3 trái cà chua với nấm hành lá, gia vị thông thường thì cũng đường muối bột ngọt nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi gọt, bắt nước sôi lên trước để mình gọt trái bơ mình trụng. Bây giờ mình lấy ra trái bơ mình sẽ cắt khoanh nha. Cắt khoanh nha các bạn, rất gọt như nè. Gọt vỏ nó ra. Bạn cũng có thể lấy dao bào mình bào nha. Bạn bào nha. Cái trái nó suông thì dễ bào, còn cái trái nào mà nó có eo o thì mình phải sắc khoanh. Bây giờ cứ cắt khoanh vậy cơ. Để hai ra. Bây giờ bơ, cà, hành đồ mình cũng đã sắc ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước lên mình luộc bơ nha. Bây giờ mình bắt nồi nước lên rồi. Nó muốn sôi mình cho miếng muối vào. Bây giờ mình cho vào bơ và mình luộc. Được, khi nào mà các bạn thấy bơ mình lấy ra, mình thấy nó muốn chín rồi thì mình lấy ra nha. Nó chín xong rồi mình sẽ lấy ra. Mình cho vào thau nước lạnh. Bây giờ nó được rồi, mình sẽ tắt lửa. Mình vớt ra thau nước lạnh nha các bạn. Các bạn luộc chừng 3-4 phút là được rồi. Không cần luộc nhiều nha. Bây giờ mình vớt ra đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi bò đổ ra cái rổ cho ráo nha. Bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho vào đây chút xíu dầu. Khoảng nửa muỗng canh dầu nha các bạn. Cho vào miếng hành. Tỏi. Đầu hành lá. Bây giờ mình cho tôm với mực vào. Cho vào một muỗng cà phê dầu mè. Cái dầu hào nha các bạn. Có một muỗng cơm dầu hào, muỗng canh dầu hào. Cho vào chút bột nêm. Chút bột ngọt. Chút đường. Cho vào một chút xíu nước mắm chay. Mình đã tắt lửa rồi nha, tắt lửa để cho cái gia vị của mình nó hòa quyện, nó thấm với cái tôm mực của mình. Để lửa nhiều quá nó sẽ bị khét. Yeah.
mình sẽ cho vào đây một miếng ớt bột. Một miếng tương ớt. Bây giờ mình sẽ cho bơ vào. Cho cà chua vào. Cái này ăn cơm là vừa luôn nha các bạn, ngon lắm. Bây giờ mình cho hết hành lá vào. Mình bỏ ớt cay rồi mình không có cần bỏ tiêu nha. Cái món này thì bỏ ớt thì nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nha. Vậy là xong. Này trái bơ xào tôm mực. Đây món trái bơ xào tôm mực của mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Các bạn làm như vậy là đậm đà, như vậy là ăn cơm ngon lắm. Bớ một chén cơm rồi các bạn múc vô ăn khỏi chấm gì hết. Rất là ngon luôn đó. Thôi mình xin chào nha. Hẹn lại các bạn clip sau nha. Chúc cả nhà luôn được bình an, vui vẻ, khỏe mạnh nha.